Dạ alo. À, cô cũng có chút ý kiến. Dạ. Thì trước hết tôi cũng xin chào tất cả cô chú anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Thì bữa nay tôi thấy là trên trang mạng là các kênh YouTube nó đăng rất là nhiều nhiều chủ đề về một em bé con của bé Thắm đã mất. Thì tôi thấy cái đám YouTube này không phải là cái chuyện đau buồn của gia đình của người ta mà mình lên mình moi móc, mà tôi thấy cái băng nhóm YouTube này không phải nói chứ thật, từ nào giờ tôi coi trên trang mạng tôi chưa thấy cái băng nhóm YouTube nào mà phải nói chứ nó làm mà một cái nói chung ra giờ không biết diễn tả như thế nào. Đó. Nó quay hả quá trời, nó đăng lên quá trời clip luôn. Đó, mà tôi thấy có nhiều cái nó quẩn khúc nó như thế nào á. Đó là nói về Thắm á, mà giờ con vợ của Dũng Dầm Cầu á, mấy kênh YouTube này lại hỏi là cái câu chuyện Thắm như thế nào. Thì cái bà Huệ này nè, bà nói là con Thắm là chiều vẫn ăn uống bình thường, nhưng mà 3 giờ thì Thắm nó nói đau bụng, thì em chở đi liền, nó ra nước ối là em chở đi liền. Rồi mấy cái kênh YouTube này nè hỏi thằng Dũng Gầm Cầu á, thì Dũng Gầm Cầu nói là nó đi bắt bắt ếch bắt nhái gì không có nhà, nó không có nhà, tới chừng tới 3 giờ nó mới về. Thì là con Thắm này nó té, nó đi vệ sinh nó trợt nó té đó. Rồi cái bà Huệ này mà chở đi bệnh viện, nói như nó nhiều cái nó không có phù hợp gì hết trơn á. Còn cái con Huệ thì nói là cái thằng Dũng này đi bắt ếch hồi 8 giờ 10 giờ mới về. Cái gì kỳ không hiểu nữa. Trời ơi, mà thấy không phải nói chứ một cái ông ngoại, mà ông ngoại này là dạng cái ông ngoại ghẻ, mà trời ơi khóc không phải nói chứ khóc ý như là cha mẹ chết vậy đó, thật sự. Mà không phải nói chứ diễn cái kiểu gì tôi không hiểu nữa. Rồi trời ơi, mà nói thương cháu nó khóc bù lu bù lo, mà trời ơi mấy cái kênh YouTube này quay là chôn cái một cái xác, cái xác con người mà làm như là chôn một cái xác con vật vậy đó, lắp bỏ trong cái bọc ni lông màu đen. Nếu mà một cái thai nhi mà chết ở trong bệnh viện thì người ta cũng phải làm cho đàng hoàng đồ này nọ, chứ không phải mà làm như vậy, bỏ trong cái bọc ni lông. Rồi mấy kênh YouTube này sáng rồi chắc ngày nào cũng bu lại quay, rồi bữa nay là tới rồi mà xảy ra nghe cái câu chuyện như vậy. Thì bạn tính là nói để mua cái quách gì đó, thì thấy bưng lại rồi bắt đầu cái Dũng Gầm Cầu nó lại nó môi đâu có một tí xíu là lót cái bọc lên, cái sách lên sách lên để bỏ vô cái quách. Trời đất ơi, vậy mà nó lên nó khóc bù lăng bù la, nó khóc như là nó thương cháu ngoại vậy lắm. Rồi mấy kênh YouTube này nói anh Dũng là lúc đó bối rối quá nên là làm đại vậy. Trời ơi, bối rối gì kỳ cục quá. Ví dụ mình bối rối thì mình phải làm cho nó đàng hoàng, cũng đâu có phải cái gì đâu mà phải lật đật, cũng phải chôn ở đâu cho nó có cái chỗ nơi rồi đàng hoàng, tự nhiên đem bỏ vô cái miếng đất trống vậy đó. Rồi không có ví dụ chôn vậy, không có một cái gì để mai mốt mà mình còn tới mình thăm hay này nọ, không có chẳng hạn như là mình đem vô trong cái nghĩa trang nghĩa gì đi mình chôn. Còn đằng này đem bỏ đại đó là tôi nghĩ phải nói cái này là có cái vấn đề. Nó chôn như vậy đó có thể là chó mèo rồi không phải nói chứ nó lận mấy ngày nó bốc mùi nó môi lên bắt đầu xé ăn tha đi mất tiêu luôn đó. Bởi vậy các cô chú anh chị xem cái những cái thước phim bữa nay là phải nói chứ không biết là các cô chú anh chị có suy nghĩ như thế nào, chứ còn tôi suy nghĩ là nó có cái quẩn khúc như thế nào đó. Con có xem cái khúc đó không con?
chung là con thấy là cái chỗ mà chỗ Dũng nó làm những cái hành động, con thấy con tội tội cái thai nhi đó cô. Thì Nó đó, bỏ vô trong con thấy cái con nó cũng bỏ cũng trong bịch tội nghiệp. đen, nó bỏ trong bịch đen mà nó chôn một con người. Đây cũng là một con người quý vị, dù sao nó cũng đã hình thành con người đâu, nhưng mà cái nó bỏ vô bịch đen rồi coi như là nó bỏ xuống cái đất, giống như nó chôn một cái gì đó mà chẳng có làm dấu đồ, mà cái chỗ đó là coi như là cái nền nhà của người ta, đó là cái chỗ mà đất mà người ta đã san lấp à, chứ không phải là một cái vùng đất hoang, không phải là một cái vùng nghĩa địa à, mà đây nó chôn như vậy đó là thấy là thằng đây là như nó có những cái gì đó mà nó chôn một cách là quá vội vàng. Chứ còn nếu như một con người như tuổi Dũng là cũng đã tuổi lớn rồi, cũng đã hiểu biết rồi, đâu phải là nhỏ mọn đâu, mà cái như nó không có hiểu biết vấn đề là cái chôn cất như thế nào, đúng không cô? Mà từ bệnh Bà nói viện nó con chứ đưa nói về. là rối trí lạch cạch, trời ơi, hàng ngày cái đám YouTube này nó quay ha, mà hỏi nói chứ nếu mà hả con Thắm mà đau bụng đồ này nọ, mấy kênh YouTube nó dặn đó hãy có gì là điện cho nó liền, nó sẽ chạy tới nó hỗ trợ thế này nọ, thì làm gì mà có chuyện là ba hồi thì nói là bà Huệ này bà không có kêu ai đó, Thắm vậy bà không kêu ai đó, ngồi đó chờ tới mấy giờ mới đưa đi, nên trễ quá phải đưa đi sớm, phải hồi đó mà có anh Dũng ở nhà đó thì đâu có xảy ra chuyện này, phải bữa đó mà anh Dũng, phải hôm qua tối đó mà anh Dũng đừng có đi bắt hết á, thì anh Dũng ở nhà thì có anh Dũng đưa đi liền, mà trong khi đó là cái bà Huệ này á, bà ngồi ngay trước cửa bệnh viện á, là mấy kênh YouTube này trúc ngăn đòi hỏi đó, thì bà nói là cái thằng Dũng này là 8 giờ đó đi, 10 giờ đó mới là nó về, là chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, rồi tới 3 giờ là con Thắm nó mới đau bụng đó, nghe nó con thấy nó sao sao á, con có coi cái khúc đó không chứ cô thấy, cô thấy bởi vậy ngày nay cô coi rất là nhiều, nhiều kênh đăng lên cô thấy gì kỳ cục, nói không có trùng khớp, rồi 8 giờ con bé con Thắm mở xanh thì cái thai nó mất, thì hỏi chứ trong đi 8 giờ đó thì tại vì hàng Dũng phải nói chứ nó làm gì mà nó phải phải lật đật nó bối rối, tại ở 8 giờ nếu mà ấy là nó cũng điện thoại nó báo cho mấy kênh YouTube này biết rồi, thì mấy kênh YouTube này lại thế nào cũng hỗ trợ đồ kiếm chỗ chôn cắt này kia, đằng này là lật đật dội vàng đem thải xuống cái chỗ làm như là cái chỗ cái nền nhà của người ta mua đó, Dạ rồi đúng người rồi ta cô, đổ đất đổ cát gì đó lại moi cái dục xuống đó, trời ơi thấy rất là đáng tội đó. nó làm kiểu nó thể hiện một cái là vô trách nhiệm đó. Mà trước cái thước phim mà cô thấy là nó diễn ghê không, anh đặt đồ, anh phá đồ, rồi anh có những cái mà cái như là anh thể hiện một cái sự mà cái như là thương xót mà ân hận đó, trong đó có những cái nó thể hiện cái sự ân hận à. Thì đó Mà thì cái điều nó vô lý thế này, có nghĩa là cái anh này đó, cái anh này thì nó thật sự anh cũng gọi là ông ngoại, mà gọi là ông ngoại gá thôi, ông ngoại ké thôi à, mà làm gì mà anh thể hiện mà đến cái mức mà cái như là cái hành động của anh mà nó đi khác xa với khuôn mặt vậy. À, khuôn mặt anh là nó thật sự không có rớt một cái giọt nước mắt nào, mà anh cứ là anh view wow rồi cái như là ảnh đập đồ đập đạc, rồi cái câu chuyện mà ảnh cũng vội vội vàng vàng ảnh chôn ngay và chôn lẹ cái đấy mà trên cái nền nhà của người ta luôn. Nếu như không có cái vấn đề dạng khúc thì Dũng nó cũng để ngay chỗ cái nơi nó đang ở đó cô, và nó đúng gọi rồi. YouTube tới hoặc là nó gọi bà con nào tới để mà ké ít người nhiều thì người ta cũng là ủng hộ giúp đỡ cho nó thôi, vì cái này là Đúng nghĩa tứ rồi. nghĩa tạng. Nhưng mà cái vấn đề vì sao đó mà nó chôn một cách quá vội vàng, cái con cảm thấy là thắc mắc, mà nó chôn một cách quá vội vàng, nó bỏ trong một cái bịch, nhìn thấy đau lòng lắm, nó bỏ trong cái bịch đen đó, rồi nó đem nó chôn mà nó đào không có được sâu, thì con nói là cái này chẳng qua nó để làm mồi cho những con chó thôi, chứ chỉ cần qua một đêm là chó nó bắt mùi là nó moi lên là cái như là phát một thôi cô, Thì đó nó thì cô cạn nói quá đâu có là một cái gì bảo động ngoài đâu. nó lấy cái tay nó quào 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 cái xách cái bịch lên, thì hỏi con chỉ chừng 3 ngày là nó bốc mùi hôi thối, là những con chó ở gạch đường mà những con chó nó sẽ lợi nó sẽ lôi lên nó lôi lên nó xé nó ăn còn không nó cũng tha đi đầu này tha đi đầu kia đó,
Bởi vì cô thấy những cái thước phim vô cùng thấy là tội nghiệp đó. Trời đất ơi, vậy mà nó thể hiện là nó khóc, nó đập đồ đập đạc, rồi nó chửi cái bà chị hai đó nữa. Nó nói tại cái bà đó qua hả, cứ chửi con nhỏ hoài, cứ rủa con nhỏ hoài đó. Trời đất ơi, mà nói nhiều cái hả, hai vợ chồng là cái con Huệ này nói khác, còn ổng thì là cái thằng Dũng gầm cầu này nói khác đó. Không hiểu, bởi vì cô thấy cái câu chuyện này nó rất là quẩn khúc đó. Rồi bắt con đầu thấy cái gì cái nó hơi bị nó rối còn đã làng nó sớm lên nó mấy thằng YouTube bây giờ này nè hỏi thấy sao thấy em bé hả giống ai anh Dũng, cái nó trả lời sao cũng biết không, giống y như Sang rồi đó. Không phải nói chứ hả, rất tiếc là tại vì nhà của thằng Sang á là mẹ nó cũng khờ, rồi bà ngoại nó cũng khờ đó, nên nó không có như những cái gia đình khác, chứ gặp như gia đình khác á nó thì không phải nói chứ, nói cái kiểu đó là người ta làm ra lẽ sáng tỏ luôn á đó. Rồi bữa nay ăn bắt đầu hả một lớp một tốp thì nó lo nó quay cái thằng Dũng gầm cầu á đi chôn, rồi khóc cởi đốt quần áo, rồi một tốp thì thằng Chiến Cùi Bắp đó chạy vô nhà của con nhí quay thằng Sang, hỏi thằng Sang làm sao giờ có chạy qua không, đốt nhang hả cho con đồ không, bà nội có qua có hay tin gì không, qua đốt nhang cho con, mà gặp cái con nhí thì nó khùng, nó nói trên trời đất không có cho thằng Sang đi gì tùm lum tà la, trời ơi gì kỳ không hiểu nữa, chưa biết chắc là cái đứa bé đó là phải con của thằng Sang không, bằng chứng ở đâu mà kết tội cho cái thằng Sang này mà bây giờ vẫn nói là con của thằng Sang, giờ có đi lên trển đốt nhang không, thế này thế nọ, mua sữa lên cúng cho con, trời ơi gì kỳ vậy. Cô coi cô thấy rất là bức xúc cho cái đám YouTube này đó. Mà bằng chứng đâu thì thay bởi vậy, tại vì cái gia đình con nhí này nó khù khờ, chứ gặp như người ta mà khôn lanh, cái một cái gia đình mà bình thường tỉnh táo ha, là người ta nói bằng chứng đâu mà nói con tôi đó, bây giờ còn không là xét nghiệm ADN đi, nếu cháu tôi thì tôi sẵn sàng thăm là tôi tới đồ này kia tôi thăm đồ này nọ đó. Chứ còn chưa có cái bằng chứng ở đâu hết trơn, nhưng ví dụ đẻ ra thì tôi sẽ sẵn sàng lại tôi thăm đồ, nếu mà bình thường á thì tôi sẽ lại tôi thăm đồ, tôi nhận cháu nhận đồ, nhưng mà phải có cái kết quả xác thực rõ ràng là đây là con của thằng Sang, còn đằng này giờ hả chết rồi, mà giờ cái đám này nó vẫn kéo nhau đi xuống nhà của con nhí này. À, rồi nó lôi thằng Sang ra, nó hỏi mà cái thằng này là thằng con nít, nó trả lời theo hỏi sao có buồn không Sang, nói không à, nó ủa trời ơi sao mà tỉnh queo còn cừ đồ này kia, trời ơi chứ nó có biết mẹ gì à. Đúng rồi, con thấy coi cái đám này không phải nói chứ, trời ơi bữa nay rõ ràng nó kêu bằng nó chấn động, nó trời ơi nó quay nó đăng lên quá trời quá đất luôn à. Thôi bây giờ nếu như mà mấy thằng YouTube này đó, nếu nó có tâm đó thì cái sẵn cái cơ hội nó làm cho rõ luôn đi đó, nó báo công an vào đó, rồi để công an vào cuộc điều tra luôn. Bây giờ xem thử là nếu mà công an vào cuộc điều tra đó, thằng nào mà cái như là dám ra xét nghiệm và thằng nào không dám ra là nó lộ ra liền à. Thì bởi vậy con nghĩ giai đoạn đây bây giờ nó thật sự là cái diễn đơn giản, mà cái vấn đề mà thằng Dũng nó gọi là nó không dám để lại một giây một phút nào hết, mà nó chôn bừa, nó chôn gọi là chôn vội chôn vàng đó, thì đây là một trong những cái chúng ta phải đặt cái dấu hỏi. Cái thứ hai là những cái vấn đề mà giữa mẹ con Thắm và thằng Dũng là giữa hai lời khai khác nhau hoàn toàn. Còn bà chị của anh Dũng nó câu ủa con của nó chết mà tại sao nó chửi tao đó, cô có nghe đoạn đấy không? Cô thấy cái câu chuyện này nó thiệt á, cái bằng nó phức tạp đủ thứ, nhưng mà cái đám YouTube bây giờ này con thấy không, nó phá lắp không, chứ nó đâu có bao giờ mà nó tìm mà cho ra sáng tỏ đâu. Bây giờ nó cũng vẫn là nói con của thằng Sang mà đó, mà trong khi cái thằng con nít nó 12-13 tuổi, chưa có đủ tuổi vị thành niên. Chỗ thằng Chiến của bác là nó đã phủ quyết là con của Sang là ngay từ đầu rồi, nó đã thể hiện cái vấn đề là như vậy đâu. Tới vậy không phải nói chứ hả, cô thấy cô rất là bức xúc
Đó, nói thiệt đó. Đáng lẽ là bữa nay là cô không có nói về cái Dũng Gầm Cầu nữa, tại vì mình nói thì thấy nhiều khi cộng đồng người ta không hiểu, người ta nói giờ cái gia đình của người ta vậy mà mình môi mình móc mình bớ mình xấu, nhưng mà cô thấy là rất là bức xúc cái câu chuyện này. Cô thấy là nó có quẩn khúc đủ thứ rồi trơn á, làm cái gì mà mấy YouTube này nó nói là Dũng Gầm Cầu, lúc đó anh rối trí rồi nên anh Trung Đại anh Dũng. Ủa cái gì đâu rối trí á. Mà chôn á thì ví dụ ví dụ giờ mình nghèo khổ, có thể mình đi vô nghĩa địa nghĩa trang hay là mình ấy thì thế nào người ta cũng cho một cái chút chỗ để mà chôn, cần gì phải đem đi 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 đi, đi chôn cái chỗ mà đất của người ta mà cái bãi đất là cới đường đó Nhưng mà mà cái đó là nhà làm của người như ta, là người ta đang san lấp đấy con. đó. Bởi vậy mà chôn như vậy thì làm sao mà đảm bảo bảo giữ được cái ngôi mộ đó. Chôn không có mộ bia không có gì hết mà chôn, con thấy nó lẫn nó bớ nó lẫn nó môi, nó lấy cái tay nó quào, nó có hai cái quào là bắt đầu là lôi cái bọc lên trời đất ơi, y như là cái bọc của bọc rác kìa trời ơi. Nếu mà sanh ở trong bệnh viện đồ đàng hoàng á, có mà mắc đồ này kia thì cũng phải làm đàng hoàng tử tế, dù sao là một cái em bé là nó cũng đã thành hình là một con người rồi, chứ đâu phải mà mới 3 4 tháng nó chưa có tượng hình đầy đủ đâu mà chôn chôn cái kiểu vậy là cô có cái chỗ nghi vấn ngay chỗ đó đó. Chôn chẳng qua là phải nói chứ để đó là chó mèo nó bư nó lôi là kia bằng hả là mất mất xác luôn. Con thấy là cái Dũng nó hình như nó trốn chạy cái gì đó, nó chung vội chung vàng, nó nếu như mà nó bình thường như mọi người khác thì nó giờ nó vẫn để ngay cái chỗ nó đang ở đó thì đâu có ảnh hưởng gì đâu. Rồi nó Thì YouTube đó nó tới nó quay đó, rồi nhiều lúc bà con ít nhiều người ta còn hỗ trợ đâu. Rồi chứ cái vấn đề thằng mà này không cô biết nói lý nó do thì gì chứ mà nó con chọn không như phải vậy. nói chứ hàng ngày con thấy không, cái đám này nó bu lại nó quay nó hỏi con Thắm cái này nó hỏi Thắm cái kia rồi nó nói là hồi nào mà Thắm mà có đau bụng có gì thì cứ điện cho nó sẽ chạy lại nó hỗ trợ. Thì làm gì mà cái bữa đó tối đó mà con Thắm như vậy mà vợ chồng của con Dũng Gầm Cầu này không có điện cho đám này ví dụ không điện liền trong lúc tối đó thì sáng tới bệnh viện là nó cũng sẽ điện liền. Con nghĩ đúng không, nó sẽ điện liền đó. Rồi hả con cái vụ mà cái em bé đó không còn á thì nó đem về nhà thì nó sẽ điện cho cái đám YouTube này lại bây giờ nhờ hoàn cảnh tôi á là không có khả năng để đem vô nghĩa trang nghĩa địa thế này thế nọ, tại vì giờ vô nghĩa trang nghĩa địa thì cũng phải là mua cái lỗ, cô không biết là ở dưới đó ở dưới quê thì không không biết như thế nào chứ ở trên cô là phải bỏ tiền ra mua chứ không có ai mà cho chung.